Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Pixelmon. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành thực hiện thử thách về những Pokemon tiến hóa Mega nha các bạn. Đó. Và đầu tiên mình sẽ cho các bạn coi cái hộp đựng huy hiệu của mình. Cái hộp này thì mình đã đăng ký rồi. Đó. Đăng ký để cho nó hiện cái tên ở trên đầu luôn các bạn ơi. Đây là 8 cái huy hiệu đầu tiên rồi nè. Ồ, chúng ta cũng có thể bấm xuống để mà coi thêm nữa nè. Và đây là 2 cái mình mới thêm vào đó. Ồ, quá xịn luôn. Tất cả là 10 cái. Và cái hộp này nó đựng được tối đa 16 cái huy hiệu nha các bạn. Và cái ba lô này là tất cả những cái viên đá Mega mình đã thu thập được. Đó, trong thời gian chơi rất là nhiều đá Mega luôn. Đó, tổng cộng là 36 viên nha các bạn. Ồ, số đá này nó vẫn chưa đủ đâu nha. Đó, mình vẫn còn thiếu khá là nhiều cái loại đá Mega khác nhau nữa đó. Rồi, thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ show cho các bạn những cái dạng Mega của Pokemon từ những cái viên đá đó nha các bạn. Đó, đầu tiên sẽ là 6 cái viên đầu tiên nha. Ok, để mình chọn cái đội hình thích hợp cái đã. Đó. Và đây là những em Pokemon mình sẽ tiến hành tiến hóa Mega nha các bạn. Đó, nó gồm 3 loại. Đó chính là Mewtwo, Epson và Gyarados nha. Đó, Epson thì mình có 2 dạng, một dạng thường và một dạng shiny. Còn Gyarados thì mình có 3 dạng, dạng thường, dạng shiny và dạng zombie nha các bạn. Rồi, để mình tiến hành chọn mấy cái viên đá thích hợp cái đã. Đây, đá Mewtwo X nè. Đá của Epson và đá của Gyarados. Ok. Đầu tiên là Mewtwo X nha các bạn. Mình sẽ cho nó tiến hóa Mega luôn nha. À, cái dạng Mewtwo Y thì mình chưa có. Mình chỉ có một cái dạng đó chính là Mewtwo X thôi. Ok, cho nó lên luôn nào. Và đây là Mega Mewtwo X nha các bạn. Đó. Nhìn nó khá là mạnh mẽ đây. Thì con này nó thuộc nó nghiêng về cái hệ fighting hơn. Đó. Còn cái con kia thì nó sẽ nghiêng về cái hệ psychic hơn nha. Đó. Con này thì mình vẫn cởi bình thường thôi. Và nhìn nó có vẻ khá là nhỏ ha. Nó lên Mewtwo X mà nó khá là thấp. Có vẻ như là thấp hơn con Mewtwo bình thường nữa đó. Wow, nhìn chân nó nè. Ghê chưa? Nó thành chân của thằng lằn luôn rồi. Ok, và tiếp theo mình sẽ tiến hành Mega con Epson này lên nha các bạn. Đây là Epson thường nè. Rất là xịn luôn. Để mình coi Mega lên nó sẽ như thế nào đây. Ui. Và khi Mega lên thì nó đã mọc thêm cánh rồi các bạn ơi. Và ở 4 cái chân nó cũng có thêm lông vũ luôn rồi nè. Con này thì mình vẫn có cởi bình thường thôi nè. À, rất là xịn luôn. Con này thì nhìn rất là ngầu. Mang thêm cánh nhìn rất là giống thiên thần luôn. Trời ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái dạng shiny của nó lên Mega luôn nha các bạn. Và khi lên Mega thì cái kích thước của nó rất là to luôn nha. Quá xịn. Đây, cho cái dạng shiny lên. Shiny thì có vẻ như là nó đổi màu một xíu thôi. Đó, nó chuyển qua màu nâu cam thôi các bạn à. Con này thì nhìn nó tươi hơn nữa. Khá xịn. Hai con Mega Epson. Rồi, để mình thu hai tụi nó vào nha các bạn. Thế là xong thêm hai em Mega nữa rồi. Đó. Rồi, và tiếp theo mình sẽ tiến hành Mega con Gyarados nha. Trước tiên thì mình sẽ Mega cái con shiny trước cái đã. Đây, Gyarados shiny. Rồi, để coi. Ui, kinh chưa. Đây là rồng cá chép Mega shiny nha các bạn. Đó, nhìn rất là đã luôn. Và cái màu đỏ này thì mình không có thích lắm. Đây là màu đỏ sẫm nè. Rồi, để mình chuyển qua cái dạng Gyarados thường coi. Đó. Coi nó sẽ lên màu gì đây. Hai con Gyarados luôn. Ui, con này thì nhìn màu nó tươi hơn nè. Đó, nó không có bị sẫm như cái con shiny bên kia. Rồi, để mình cho cái dạng cuối cùng của nó luôn. Đó chính là Zombie Gyarados lên Mega luôn nha các bạn. À, con này thì nhìn rất là máu me nè. Ui, và khi lên Mega thì nó cũng có cái dạng normal thôi à. Trời ơi, mình tưởng nó phải chuyển dạng gì cho nó ngầu hơn chứ. Thôi, nói chung là cũng được thôi các bạn ạ. Cũng tạm tạm. Ok, thì đó là ba cái loại Pokemon đầu tiên
À, mà đã tiến hóa Mega rồi nha. Để mình sẽ tiến hành cất tụi nó vô cái đã. Cất tụi nó vô. Mình chỉ cất được 5 con thôi. Rồi sẵn mình sẽ cất luôn 3 viên đá nha. Đá của Mewtwo nè, Gyarados và con Epson. Ok, bây giờ mình sẽ lấy thêm 3 viên nữa nha các bạn. À, lấy thêm 3 viên nữa. Sharpedo nè. Ok, để mình sẽ tiến hành chọn những con Pokemon thích hợp cái đã. Rồi, chúng ta sẽ chọn luôn con... con đầu tiên sẽ là con... Pidgeot. À, sẵn cất luôn cái con Mewtwo vô luôn nha các bạn. Rồi, con tiếp theo sẽ là con... Medicham. À, mình sẽ chờ hết Latias luôn nè. Ồ, mình chỉ có Latias thôi, không có Latios các bạn ơi. Để mình coi thử cả. Lucario, Slowbro và Sharpedo. Ok, Lucario đây. Tiếp theo là Slowbro nha các bạn. Con này và cuối cùng là con Sharpedo, con cá mập. À, rồi mình sẽ đeo đá cho tụi nó thôi. Mấy em này thì mình đã có hết rồi. Rồi, đeo đá cho Latias trước nè. Rồi, Lucario, Medicham, Pidgeot và Slowbro. Đây, cuối cùng là Sharpedo nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho cái dạng của con Latias ra trước nha. Rồi, Mega nó lên luôn. Latias. À, để mình coi nó sẽ lên cái gì đây. Ui, con này nhìn khá là giống với đây phản lực anh em ơi. Trời ơi, bay tốc độ khá là nhanh luôn. Và như theo mình biết thì cái dạng Mega của con Latios nó cũng y chang cái con Latias này luôn nè. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho con Lucario lên Mega luôn nha. Wow, sao con này nó cao quá vậy? Mình tưởng nó nhỏ lắm chứ. Và đây là hình dạng Mega của Lucario. Nó cầm theo khúc xương nè anh em ơi. Khúc xương màu xanh rất là đẹp luôn. Nó để cả tóc luôn rồi nè. Wow, nhìn rất là xịn luôn. Thì mình đánh giá là con này thuộc top những con Mega rất là đẹp ở đây. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho con Slowbro ra luôn nha. Đây, Mega nó luôn. Con này thì nó có cái vỏ ốc nó ngậm vô cái đuôi nè. Ôi, và Mega lên thì cái vỏ ốc nó đã ăn luôn cái con Slowbro luôn rồi. Nhìn kinh vậy. Trời ơi, Mega như vậy là chết tôi rồi. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho cái con Sharpedo Mega lên luôn nha các bạn. Đây. Ô, con này nó bị kẹt ở trong này rồi. Và nó đã biến thành con cá mập đích thực rồi nè. Có gai rất là nhiều luôn. Và răng nó cũng nhọn hơn nè. Con này nó bị kẹt ở cái cây đèn rồi nè. Trời ơi. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho cái con Medicham lên Mega luôn nha các bạn. Đây, Medicham nhìn rất là nhỏ đây. Để mình coi Mega nó có thay đổi kích thước không. Và Tala. Ui, rất là bự luôn các bạn ơi. Nó thay đổi kích thước rất là chóng mặt luôn nè. Và con này nhìn rất là đẹp ha. Medicham. Nhìn đẹp vãi chưởng. Hầu như con nào lên Mega cũng đẹp hết. Và cuối cùng sẽ là con Pidgeot nha các bạn. Đây, Pidgeot. Cái dạng Mega của con này thì rất là đẹp luôn rồi nè. Và nó... ui, nó siêu bự luôn. Pidgeot. Mega nó to kinh khủng anh em ơi. Nhìn nó nè. Vỗ cánh rất là đẹp luôn. Quá xịn. Ok, để mình tiến hành đi ngủ cái đã. Trời, nó cũng tối rồi. Đi ngủ cái rồi mai mình sẽ tiến hóa Mega tiếp. Phải có giờ giấc chứ. Ok, sáng mình sẽ lấy mấy cái viên đá Mega này ra luôn. 6 viên. Thế là thêm được 6 cái dạng Mega nữa rồi. Ok, cất nó vô ba lô thôi. Đây, mình vẫn còn khá là nhiều dạng nữa các bạn ơi. Trước tiên mình cất vô cái đã. Ok, khá là xịn. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Blastoise mình chưa có nè. Abomasno thì mình có rồi. Glalie mình cũng có luôn rồi. Kangaskhan không biết là có chưa nữa.
Camp Group có rồi nè, How Room có luôn, Galix có luôn rồi nè. Để mình coi. Trước tiên để mình cất 6 cái con này vô trước cái đã. Cất 6 em này vô. Sharpedo nè, Slowpro, Lucario, Latias, Medicham và con Big Chaos nha. Hey, Houndoom, con đầu tiên. Rồi để mình cất luôn cái con Medicham này vô nha các bạn. Gallit hả? Ok luôn, Gallit. Đó, con này mình cũng có luôn rồi. Abomasno, Glalie. Ok, hai con thuộc hệ tuyết nè, thuộc hệ băng chứ. Đó, Glalie. Rồi, tiếp theo là con Kangaskhan và con Kamrup. Kamrup trước nè, và Kangaskhan. À, mình không có con này rồi các bạn ơi. Trời ơi, vậy thì thôi, mình sẽ cất cái viên đá của con này vô luôn. À, Venusaur, con này mình có rồi. Venusaur, lụm luôn. Rồi, để mình gắn đá cho từng con Pokemon thích hợp cái đã. Đó, Venusaur, Charizard và Blastoise là một trong ba con có Mega đầu tiên đó các bạn à. Trong cái game này nè. Rồi, đầu tiên mình sẽ cho con Gallit lên Mega nha. Con này thì nhìn nó khá là mỏng manh. Để mình coi lên Mega nó sẽ như thế nào đây. Ui, con này nhìn nó rất là giống hiệp sĩ nha. Nhìn hai cái tay nữa kìa, mang cả áo tròn nữa. Rất là xịn luôn anh em ơi. Get it. Rồi, tiếp theo là con Houndoom. Rồi, để mình coi nó sẽ lên Mega như thế nào đây. Ui, Mega nó mọc thêm sừng nè. Và nhìn nó khá là gai góc ha. Nhìn rất là giống mấy con chó săn địa ngục anh em ơi. Kinh khủng chưa. Đâu rồi, Houndoom. Khá là xịn luôn. Rồi, tiếp theo là Abomasno nha các bạn. Con này thì nó bự sẵn rồi nè. Để mình coi Mega lên nó còn bự cỡ nào đây. Ui, con này bự vãi chưởng luôn. Và nó thêm hai cái cục gì ở trên vai nữa kìa. Nhìn kinh chưa. Abomasno. Nhìn như ông già vậy. Ok, tiếp theo mình sẽ cho cái con Glalie lên Mega nha các bạn. Glalie. Đầu lâu băng. Mình coi lên Mega nó như thế nào đây. Và Mega lên nó đã há miệng ra các bạn ơi. Con này nó há miệng hoài như vậy luôn. Có vẻ như là nó không có đóng cái miệng lại luôn rồi. Nó kết mọc thêm mấy cái sừng nữa nè. Kinh vãi chưởng. Glalie khá là xịn. Ok, tiếp theo là Kamrup nha các bạn. Kamrup. Đây là con lạc đà nè. Đó, lạc đà núi lửa. Ui, và nó đã biến thành một cái núi lửa cực bự luôn. Ui, và khi cưỡi chúng ta ngồi lên cái miệng núi lửa của nó nè. Trời ơi, cái con này độc ác vậy. Ui, nóng tôi chết. Nóng cái mông tôi chết. Thôi, nhảy xuống thôi các bạn ơi. Đó, ngồi như vậy khá là nguy hiểm luôn. Đó, Kamrup Mega. Khá là sắc ha. Ok. Và tiếp theo sẽ là con Venusaur nha các bạn. Venusaur của mình sao nó nhỏ vậy ta. Để mình Mega lên coi. Thử nó có tăng kích thước không. Có vẻ như là vẫn giữ kích thước như vậy anh em à. Nó nhỏ sẵn luôn rồi. Cái thước búp mi nè, cái thước nhỏ nhất của game này luôn rồi. Hèn chi, nó chút ẻo à. Venusaur Mega. Mình ngồi ở trên cái đầu nó hả ta. Vì nó nhỏ quá nên mình cũng không có xác định mình đang ngồi ở đâu nữa. Trời ơi, đúng có chút ẻo à. Rồi, bây giờ để mình sẽ lấy mấy viên đá Mega ra và cất cái tụi này vô nha các bạn. Đó, mỗi lần sẽ là 6 con thôi. Mỗi lần 6 con. Rồi, cất đá vô nào. Cất mấy viên đá vô. Mình còn tầm 17 viên anh em ạ. Ok, Altaria có luôn rồi nè. Tyranitar có luôn rồi. Heracross có luôn rồi nè. Audino có luôn. Pirill có luôn rồi nè.
Để mình cất mấy cái con này vô cái đã. Quá chừng Pokemon luôn. Đây, Pirew con đầu tiên. Rồi cất cái con Gallant vô liền chứ. Tiếp theo là con Tyranitar nha các bạn. Đó, mấy con này thì nó cực kỳ ngầu luôn. Mewile. Ok, lấy con này ra luôn. Rồi con nào nữa? Ontaria Heracross Audino. Ok, Audino nè. Ontaria. Và cuối cùng là con Heracross nha các bạn. Con bọ, bọ cánh cứng. Ồ. Và để mình đeo mấy cái viên đá này cho tụi này cái đã. À, cái con Audino nó có một cái trái berry nè. Khá là xịn. Ok, đeo cho thích hợp với coi. Tyranitar và cuối cùng là Heracross nha. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ tiến hành Mega con Tyranitar trước nha các bạn. Tyranitar. Wow, con này thì nhìn khá là gai góc anh em ơi. Và Tala. Nó đã mọc thêm rất là nhiều gai luôn rồi. Nhìn rất là giống mấy con Oroku. Kinh vẻ trưởng. Ghê chứ. Tyranitar. Con này thì mình vẫn có thể cởi được nha các bạn. Nhìn rất là ngầu luôn nè. Cái sừng thì nó cũng dài ra thêm luôn đó. Để mình tiến hành coi một vòng thử cái con này nó có thay đổi kích thước gì không. Có vẻ như là nó bự hơn một xíu anh em ơi. Rồi tiếp theo mình sẽ mega cái con Pirew nha. Wow, cái con này thì nó có chút ẻo à. Rồi con ong nó có chút xíu thôi à. Để mình coi. Nó là biến thành cái ong chú rồi anh em ơi. Trời ơi, nó thêm hai cái vòi chích nữa nè. Từ một con ong có chút xíu rồi nó đã lớn hơn mình rất là nhiều luôn rồi nè. Khá là hư cấu. Rồi và tiếp theo sẽ là con Mewile nha các bạn. Mewile. Một con Pokemon dựa trên những cái truyền thuyết của Nhật Bản nè. Đó, nó đã thêm một cái bím tóc nữa, thành hai cái bím tóc luôn rồi nè. Khá là xịn. À, hệ Fairy và hệ Steel hả? Khá là xịn luôn. À, con này thì nó có chút xíu à. Nó cao có ngang lưng mình thôi. À, trên kia có hai con gì vậy? Rồi, tiếp theo mình sẽ tiến hành Mega con Audino này luôn nha. Audino. Ta-da. Nhìn rất là xịn luôn anh em ơi. Đó, màu trắng này nhìn khá là đẹp ha. Khá là sang trọng nè. Pokemon bác sĩ mà nhìn. À, con này là y tá thôi chứ. Ây da da, con vôn tóc này. Kiếm chuyện với tôi hả? Cho con Tyranitar Mega luôn nha anh em ơi. Chơi đấy luôn. Mega khá là lâu. Mày nè, chết queo luôn. Đó, nó cho mình một cái Iron Space. Iron Space, quá xịn. Rồi. Tiếp theo mình còn hai con nữa, đó chính là Ontaria và con Heracross nè. Đầu tiên sẽ là Ontaria trước nha. Đây là con chim bông nha anh em. Nhìn rất là nhỏ nè. Ui, và Mega lên đó. Sao nó bự vãi chưởng vậy? Con này thì nhìn khá là giống Phượng Hoàng nè. Cái đuôi nó rất là đẹp luôn. Đó, vẫn bay được nha anh em. À, có con Unfezen nó ở trên kìa. Tính kiếm chuyện với tôi hả? Unfezen này. Khá là xịn hen. Rồi, để mình quay về cái coi. Đây, Ontaria. Thêm một em Mega nữa rồi. Rồi, và con cuối cùng trong cái list này, đó chính là con Heracross nha các bạn. Con bọ cánh cứng. Ta-la. Ui. Nó lên cái đầu rất là nhọn luôn. Và cái tay nó đã nhìn rất là cơ bắp hơn rồi nè. Mũi nó dài thêm nữa chứ. Phải chướng thật. Đây, Heracross. Nó thuộc hệ Fighting nha anh em. Nhìn cái tay nó khá là cơ bắp luôn. Ok, để mình tháo cái viên đá Mega ra coi. Tháo ra hết. Rồi, để mình cất hết vô trong ba lô coi. Cất mấy viên đá này vô trong ba lô. Rồi mình sẽ lấy thêm mấy viên khác ra nha các bạn. Aerodactyl nè. Sharp Eye nè. Alakazai hả? Mình chưa có. Trời ơi. Banette nè, có rồi nè.
Coi coi thử coi. Swampert, trời mình cũng chưa có luôn. Caesar, trời cũng chưa có luôn. Pinsir, con này thì có rồi nè. À, có con Pinsir rồi. Và đây là con Magnetite. À, Magnetic. À, con này mình cũng có luôn rồi. Sẵn tiện Mega hết các bạn ơi. Ok, trước tiên mình sẽ đi ngủ cái đã. Trời ơi, không có đi đâu hết. Ở nhà tiến hóa Mega thôi mà nó cũng trôi thời gian qua nhanh quá. Ok, ta-da, trời nó sáng rồi nè. Rồi, mình sẽ tiến hành cất mấy cái con này vô nha anh em. Cất hết cái vàng Pokemon này vô cái đã. Quá chừng quá đất luôn. Đầu tiên lấy con Magnetic ra cái đã. Đây, Magnetic. Nó đây. Rồi, cất hai con Pirill cũng như là Tyranitar vô luôn nha. Wow, cái trang bên này là mình chứa rất là nhiều Pokemon Alolan nè. Rồi, mình sẽ search những cái tên tiếp theo nha các bạn. Đây, tiếp theo là con gì đây? Rồi, tiếp theo sẽ là con Aerodactyl nha các bạn. Đó, một trong những con Pokemon cổ đại. Aerodactyl, đó, khá là xịn luôn. Rồi, mình sẽ tiếp tục với con gì đây? Ampharos nè. Ok, Ampharos, con cầu điện. À, để mình coi tiếp coi. Còn ba con nữa. Ba con nữa sẽ là ba con gì đây? Banette, Pinsir và Sapphire nha các bạn. À, ba con cuối cùng. Banette. Đây, một em. Rồi, Pinsir. Đâu rồi? Và Sapphire chính là con cuối cùng. Mình sẽ Mega trong tập ngày hôm nay nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cất Pokemon lại cái đã. Tự nhiên nó bị dính vô cái con chuột của mình. Trời ơi. Đây, đều đúng đá cho tụi nó cái coi. Magnetic nè, Aerodactyl, Ampharos, Sapphire và cuối cùng là Pinsir nha các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ cho cái con Aerodactyl ra trước cái đã. Ta-da. Mega nó luôn. Wow, sao mình có cái con Aerodactyl này bự quá ta. Nhìn khá là xịn anh em ơi. Ui, và nó đã lên. Con Mega nó rất là gai góc luôn các bạn ơi. Kinh chưa. Wow, cả cánh, cả đầu của nó đều rất là nhiều gai góc mọc ra nè. Kinh vỡ trưởng. Ghê ghê. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho cái con Magnetic ra nha các bạn. Magnetic, cho nó ra tiến hóa Mega luôn. Đấy. Bơm nó cao chưa. Bơm nó thẳng đứng luôn. Để mình coi Mega thì nó sẽ như thế nào đây. Ta-da. Ui. Cái bơm này nó căng vãi chưởng. Và cái con này cỡ chạy rất là nhanh luôn anh em ơi. Wow, chạy nhanh vãi chưởng ra. Magnetic Mega. Nhìn nó xịn ha. Khá là xịn. Ok. Rồi, tiếp theo sẽ là con Ampharos nha các bạn. Đây, con cầu điện. Đây là cái con cầu điện cấp 3 nha. Ui, và Mega lên đầu nó đã bạc luôn nè. Đuôi nó cũng có thêm mấy cái quả chuông nữa. Ai da, cái con Bido này kiếm chuyện với tôi hả? Cái tướng có chút xíu mà kiếm chuyện với tôi. Để mình Mega lên mình đánh nó luôn nha các bạn. Trời ơi. Mày nè, chết queo luôn. Nó cho mình cái trứng nè. Quăng ra thử, không có gì hết. Rồi, mình đang coi cái hình dáng Mega của con Ampharos mà. Cái con Bido nó phá mình quá. Để mình coi lại thử coi. Ampharos. Khá là xịn ha. Ampharos. Nó nhìn cái gì ở trong vậy? Con này thì nó có thêm mấy cái bóng đèn anh em à. Và một cái trên đầu nữa là đủ 5 cái nè. Kinh chưa. Rồi, tiếp theo mình sẽ cho cái con Banette lên nha các bạn. Cái con này cái miệng nó là cái răng cưa hả ta? Nó kéo cái sạc bà tia lại nè. Ui, và tiếng hóa lên Mega nó lại có thêm rất là nhiều cái sạc bà tia nữa nè. Kinh khủng vậy. Ghê chưa. Banette. Nhìn cái tay nó như là mấy cái lưỡi thò ra vậy. Nhìn kinh vậy. Banette. Rồi, tiếp theo sẽ là con Pinsir nha các bạn. Con bò đấu sĩ.
Pinscher. Nhìn cái hàm răng nó kìa, ghê chưa. Ui, và nó đã tiến hóa thành con bọ cánh cứng rồi. Đau đầu vậy. Tiến hóa thành bọ cánh cứng nhưng mà mình không thể bay được nha các bạn. Trời ơi, bó tay luôn. Ok, bọ cánh cứng. Rồi, để mình sẽ tiến hành cho cái dạng cuối cùng. Dạng mega cuối cùng đó chính là con sáp A nha các bạn. Đó, mình được biết là đây là một trong những con Pokemon khá là rụt rè đây. Oh, và nó đã tiến hóa thành con sáp A mega. Nó cầm thêm một cái viên ngọc nè và nó trốn sao nữa chứ. Kinh vai chướng. Rất là nhút nhát luôn nha anh em. Oh, sáp A. Quá xịn, quá xịn. Rồi, bây giờ mình sẽ dọn dẹp cái mấy cái viên đá mega cũng như là cái dàn Pokemon này cái đã. Quá đã luôn. Dọn dẹp cái coi. Sáp ai nè một em. Rất là nhiều em khác luôn nè. Ok, để bây giờ mình sẽ tiến hành đi tìm cái Ultra Wormhole. Đây rồi. Sẵn chui vô luôn nha anh em ơi. Tập hôm nay mình thấy khá là ngắn. Chui vô luôn. Ultra Wormhole. Và nó đã dịch chuyển mình qua thế giới Ultra rồi nè. Nó có thêm một cái Big Chest ngoài sau nữa nè. Mình ra mình lấy coi thử nó được cái gì coi. Chúng ta được cái Toxic Place. Trời ơi, tưởng cái gì hot lắm. Nãy giờ thì mình đang tiến hành luyện ngọc. Cho nó full anh em à. Để mà tập sau mình sẽ triệu hồi cái con chim băng nữa chứ. Và ở đây chúng ta đã phát hiện thêm một cái phi thuyền nữa nè. Cũng như là một cái lâu đài anh em à. Để mình lên cái phi thuyền thử nó có gì hot không. Mấy chỗ này mình chưa có khám phá nên map nó lót hơi bị lâu anh em à. Sẽ có bị giật lắc nữa. Rồi để mình coi nào. Có cái con này ở trong hả? Sẵn thì tôi sẽ chặt cái con này ra luôn. Trời ơi, nó chơi lầy vậy chứ. Mày nè, chặt rất là lâu chết em ơi. Mới nói xong. Ui, Master Ball. Và cuối cùng chúng ta cũng đã có thêm một quả Master Ball nữa rồi. Đây là cái quả thứ 8 của mình nha các bạn. Quá xịn luôn. Trời ơi, còn gì băng nữa. Rồi, sẵn mình sẽ dọn dẹp lại luôn. Dọn dẹp hết cái phi thuyền này. Wow, lửa cháy dữ quá vậy. Chắc mình dẹp không nổ đâu. Thôi, đi vô hội quán hệ đất thử nào. Đây, đây chính là hội quán hệ đất nha các bạn. Ở những tập trước thì mình cũng đã thách đấu cái hội quán này và đã đạt được huy hiệu rồi. Để coi cái hội quán hệ đất bên cái thế giới Ultra này thì nó có gì hot không? Ui, trời ơi, cấp 13. Cấp khá là thấp luôn anh em ơi. Trời ơi. Vậy thì mình sẽ xử đẹp rất là gọn luôn rồi. Trời ơi, tự cấp cao lắm. Ai về mới cấp có mười mấy thôi, sao mà đấu lại tôi. Rồi, để mình thách đấu cho hết coi. Cái hội quán này thì nó không được cái gì hết, nó chỉ có cái là đông thôi anh em à. Rất là đông mấy cái ông thách đấu ở đây luôn nè. Con Aron này nghịch ngợm hả mày, chết queo luôn. Kabuto hả? Kabuto nè. Bonslide nè. Wow, con này là phải Breading nó mới ra anh em à. Trời ơi, mới nói xong chết queo mất tiêu rồi. Là Vita hả? Mấy con này thì gọn. Mình nghĩ là khi mình đánh hội quán này chắc mình sẽ không sử dụng cái lệnh Pokéheal đâu các anh em à. Tại vì hội quán này nó quá yếu rồi. Aron nè. Aron nè, còn 100 máu. Chết queo luôn. Chuyển qua con Geodude, chết luôn. Rocket Dola cũng chết luôn rồi. Ok, mình sẽ tiến hành thách đấu lên trên nha anh em. Kabuto hả? Chơi đó luôn. Kabuto nè, Pokemon cổ đại. Snowbat hả? Snowbat. Con này khá là trâu anh em ơi. Chuyển qua cái con Chituga rồi nè. Đó, rùa cổ đại mà cũng chết queo luôn. Được cái là nhiều nhà thách đấu thôi, chứ mấy Pokemon luôn mấy em này yếu quá anh em à. Onix nè.
À, ghê ta. Mày nè, chết queo luôn. Onix, ồ, hai con luôn hả? Kinh quá vậy. Mày nè, chết luôn. Ok, mình sẽ tiếp tục mở đường lên tầng anh em à. Trời, đánh như thế này khổ quá. À, Kabuto nữa nè. Trời ơi, sao toàn thấy mấy cái con này hoài vậy? Cheldu, lại nó nữa. Chết queo luôn. Đây, Onix. Xử lý gọn trơn. Ôi, trâu vãi chữ anh em ơi. Bone Slice, nó còn chấm máu cơ, cay vậy. Bone Slice chết queo luôn. Thêm một ông khác nữa nè. Quá chừng quá đất hết. Đây là con Achen nha các bạn. Con Pokemon cổ đại đó. Online clip luôn nè. Mấy ông này thằng Pokemon cổ đại. Quá chừng quá vậy. Ok, để mình tiếp tục lên trên và thách đấu nữa anh em à. Quá là nhiều mấy ông trainer ở đây luôn nè. Trời ơi, quá chừng quá đất vậy, ai mà chơi lại. Đi đông như vậy là chết tôi luôn đó. Siêu đinh hả? Siêu đinh nè. Nó còn nội tại nữa kìa. Nó còn hồi lại máu nữa. Ai mà chơi lại. Siêu đinh chết queo luôn. Ông bên này Kabuto nữa. Gặp mấy con này hồi vậy. Kabuto chết rồi nè. À, lại là siêu đinh. Đây, phải đi tới mới được rồi em ơi. Nhiều lúc mình quăng quăng chủng như vậy mà nó còn không chịu, đi tới nó mới chịu thôi. Chituga nè. Mày này con Chituga một em. Anorik nè, hai em. Chết queo luôn rồi. Ok. Đây, Raihin hả? Tại con này mình có rồi, Raihin. Wow, Raihin nhiều quá chị ta. Ồ, đi Weeble. Wow, cũng có luôn. Kabuto, lại con này. Gặp hoài vậy. Kabuto nè, chết queo. Live clip nè. Khá xịn. Rồi, và đây là cái ông cuối cùng ở cái tầng bên dưới nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi leo lên trên thôi. Leo lên trên. Và đây chính là chủ hội quán hệ đá nha các bạn. Thách đấu luôn nha. Hôm nay mới level 15 thôi. Đâu không chết. Treo đu nè. Wow, còn chấm máu cơ. Không tin được. Renidot nè. Bone Slice. Bone Slice không được. Sudo. Và cuối cùng mình cũng đã chiến thắng xong hội quán hệ đá ở bên thế giới Ultra rồi nha các bạn. Được một cái huy hiệu để mình coi nó có giống cái hiệu cũ hay không. Ơi, nó giống y chang nè. Trời ơi, chúng ta phí công rồi. Bộ kèo cái coi. Ok, thì chắc video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay đừng quên bật lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.